Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa trao thông báo về việc triển khai giải pháp ngăn chặn máy điện thoại di động 2G không được chứng nhận hợp quy mới kết nối vào mạng viễn thông di động tại Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, doanh nghiệp di động không phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G, không thuộc danh mục các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông công bố. Người dùng có thể tra cứu các dòng máy này tại link tqc.gov.vn 2G only. Người dân có thắc mắc và khiếu nại về máy điện thoại 2G không được kết nối mạng, cần gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hỗ trợ và hướng dẫn.